Bản tin đầu tiên cho biết sau khi Lê Khả Phiêu qua đời thì dư luận đã nhắc lại vết nhơ nhượng đất cho Trung Cộng. Sáng ngày 7 tháng 8 giờ địa phương, khi các báo nhà nước đồng loạt đăng tin cựu Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu qua đời, thọ 89 tuổi, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến không tiếc thương mà thay vào đó là một số bình luận chỉ trích. Điển hình là Facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới tranh đấu, viết rằng: vào năm 1999, Hiệp ước phân chia biên giới Việt Nam-Trung Cộng, lúc đó là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Dốc và 15.000 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Cũng sang tháng 12 năm 2000, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt đi 15.000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ, bán cho Trung Cộng ở Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Người ta sẽ nhớ công lao với Đảng Việt cũng như là Trung Cộng của Lê Khả Phiêu, chắc chỉ từng đó, một kẻ phản quốc ba nước.